nay, tại sảnh 8 của Trung tâm Hiếm Muộn và Y học Giới Tính Hà Nội bỗng trở nên vui tươi hơn hẳn vì sự xuất hiện của một thiên thần kháu khỉnh đáng yêu, em bé Đào Việt Phong, còn là thành quả của hành trình đầy cảm xúc của ba Việt mẹ Chiên đó ạ. Từ lúc xuất hiện, bé con đã khiến các cặp vợ chồng có mặt tại trung tâm ngày hôm đó đứng ngồi không yên vì những tiếng cười khanh khách giòn tan. Ai cũng tranh thủ xin vía để đón được thiên thần đáng yêu như vậy. Gia đình con đã có mặt từ sớm để đến thăm và cảm ơn các bác sĩ, các cô chú đã luôn đồng hành, động viên và giúp đỡ gia đình con thành công như ngày hôm nay. Mình cứ nói vui mọi người là chưa chắc là mọi người đã nói là mình tin cậy để về với bệnh viện đâu, mà bệnh viện là làm cho mình đáng tin và bệnh viện đã xây dựng được một cái thương hiệu và cái uy tín riêng. Chính vì thế là khi mà mình đã quyết định thì mình cũng không nghĩ gì nữa, và cái sự lựa chọn của mình vừa là có một cái niềm tin, vừa là một cái cơ duyên. Và đến đây thì mình cũng chẳng phải lo cái gì cả. Từ cái việc thăm khám, từ cái việc điều trị thì mình đều được tất cả bác sĩ cũng như là đội ngũ lễ tân giúp đỡ ngay. Đúng là tài chính là một trong những cái vấn đề hàng đầu, nhưng mà mình lại thấy được cái giải tỏa ở đây ấy, bác sĩ tư vấn đến đâu lại bác sĩ lại chỉ ra cho cái điều kiện tài chính đến đó, cho nên là chúng ta không bị áp lực, không bị áp lực cái tài chính đâu. Cái đó là rất nhân đạo ở bệnh viện đấy. Thế ngoài ra có rất là nhiều các cái chính sách hỗ trợ. Và như những người mà chúng tôi ở xa đến Hà Nội hay là có điều kiện sinh sống ở Hà Nội thì tất cả các cái điều kiện hỗ trợ thăm khám thì mình đều thấy là hướng về những người khó khăn này cũng có này, và có để giải tỏa được cái tâm lý, tức là không phải làm một cái nào đã phải thu tiền đâu, mà là thăm khám đến đâu thì tài chính thêm đến đó, và các bạn làm việc rất là khoa học đến với mình là thiên thần rồi, là một cái khát vọng mà mình đã được đạt đến. Có những cái mơ ước thần ký, có những cái khát vọng mình phải dùng cái nghị lực để mình biến nó thành hiện thực. Thì đối với mình, cái đó không thể nói thành lời. Niềm vui thì chắc là hôm nay đến đây ấy, cái không khí mà được tất cả các những y bác sĩ cũng như là các cô chú đón chào như thế, thì bố mẹ đã cảm thấy là không chỉ là cái niềm vui cho gia đình đâu, mà còn có được cái cảm hứng để mà lan tỏa đến tất cả các mẹ, các bố và các cặp vợ chồng hiếm muộn đang băn khoăn. Thì mình cũng nghĩ là hãy có niềm tin để chúng ta cùng đến với nhau để đón bé đến. Như ngày hôm nay đây, mình được đón bé thì cái niềm vui thì không cũng tả được hết, và bố em cũng mình tin là cũng như vậy thôi. Hạnh phúc đón trái ngọt của chị Chiên ngày hôm nay cũng là hạnh phúc to lớn của đội ngũ các bác sĩ nhân viên tại trung tâm IVF Hà Nội. Bởi đối với các bác sĩ hỗ trợ sinh sản, hạnh phúc chỉ đơn giản là những khoảnh khắc đáng yêu như này đây. Trung tâm IVF Hà Nội xin chúc cho em bé Paul luôn ngoan ngoãn, mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn và là em bé ngoan của ba Việt mẹ Chiên con nhé!